Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay công ty Hồng Nguyên xin giới thiệu dòng sản phẩm máy lọc dầu mang thương hiệu EMAX. Dòng sản phẩm máy 80 được tích hợp và 2 xi lanh cùng một lúc cho hiệu quả năng suất cao hơn. Máy được thiết kế một khung sườn bằng thép rất là chắc chắn, được sơn tĩnh điện, có màu sắc cũng rất là nổi bật. Sau đây là cái bảng điều khiển của bản điều khiển chính của máy. Bản điều khiển này thì sẽ được hướng dẫn sử dụng cụ thể sau khi chúng tôi giao máy. Đây là hai con xi lanh nhân vật chính của máy, được tích hợp và khuôn này thì theo nhu cầu của mỗi người thôi. Thì chúng tôi sẽ đặt khuôn theo nhu cầu sử dụng. Máy được tích hợp sẵn hai con cốc đạp sử dụng liên miệng, tách rời liên miệng mỗi xi lanh cho hiệu quả làm việc tốt hơn. Sau đây tôi sẽ vận hành máy cho các bạn xem. Trước tiên là mở động cơ dầu khí lực. Tôi đã hoàn thành giới thiệu sản phẩm máy lọc dầu Y80 dòng 2 xi lanh. Nếu các bạn có nhu cầu sử dụng thì liên hệ số hotline 0913122902 để được tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn.